Mấy bạn biết con cá này là con cá gì không? Cá leo kiến đấy. Ngồi bò la bò lết ổng ẻo một hồi thì thằng chồng nó cũng sách đi làm. Sau khi qua 7749 nước thì con cá nó cũng sạch trơn. Lôi em đi tắm nắng để một lát bỏ lên bếp cho em đỡ bỡ ngỡ nghe. Đời này thì trời nắng, quàng thượng đi chặt củi, bổn cung sẽ lủi thủi đi theo coi. Con bé một nhành cây khô quá, đem vô nướng cá cho má ba ăn. Lửa vừa cháy lên là tôi tỉnh lại liền, tôi tỉnh lại liền. Để em thôi, hồi hoàng thượng nói bổn cung bị điên nữa. Đưa ta vô lãnh cung là ta sụm nụ liền. Mới chuẩn bị nướng mấy con cá leo kiến với con chem chép mà trời đổ cơn mưa. Rớt nước mắt vì sự nhiệt tình của mấy đứa này. Tao mưa vậy mà tụi mày vẫn nướng ăn. Mấy nay gộ vụ bé 14 tuổi ăn cá leo kiến chết á mọi người. Thực sự là không phải ăn thịt cá leo kiến chết đâu, tại vì thịt cá này mình ăn rất là nhiều lần rồi, nó ngon dữ lắm. Quay qua quay lại thì một mình em ăn hết một dĩa chem chép nên là em đi ải chỉ quá trời. Thịt cá leo kiến thì nó ngọt nó dai, người ta na ná nó như thịt gà hay thịt bò vậy đó. Ăn mà nhiều quá thì